Chào tất cả các bạn, trở lại kênh Ốc Bươu Đen. Thì hôm nay chúng ta sẽ đãi tiệc một bữa tiệc mướp cho Ốc Bươu Đen ha. Thì trước tiên ta gọt vỏ. Thì những trái hư, trái già gì đó mình không có ăn được thì mình tận dụng mình sử dụng cho ốc ha. Đãi nó một bữa tiệc mướp linh đình luôn. Tại vì sao ta gọt phải gọt vỏ là tại vì nuôi bể bạc thì gọt vỏ cho sạch thôi chứ không gì hết trơn á. Còn nếu ao bạn sắc xả xuống luôn nha. Xong bây giờ mình đi dọn chỗ cho nó ăn thôi, đãi chúng thôi. Các bạn thấy không? Kết quả đây. Nó ăn sạch sành sanh luôn. Đó. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ nha cả nhà.